Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày làm việc thứ ba Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại phiên làm việc, nhiều địa phương đã có những tham luận quan trọng, phân tích tình hình cũng như đưa ra các định hướng phát triển kinh tế xã hội từng vùng trong giai đoạn tới theo mục tiêu chung của cả nước. Tham luận đầu tư phát triển tạo chuyển biến căn bản về kinh tế văn hóa xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Trong phiên làm việc hôm nay, đồng chí Apert, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Kon Tum cho hay, thời gian qua các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng toàn diện, có hiệu quả, đã từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều khó khăn hạn chế trong việc đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, để khắc phục những hạn chế yếu kém, thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Kon Tum đề xuất một số giải pháp trọng tâm, trong đó chủ yếu là huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho đồng bào. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cũng về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho rằng, việc phát huy vai trò và sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, Trung ương nên nghiên cứu có chính sách đặc thù, hỗ trợ các địa phương trong quản lý, phát triển, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước và phát triển kinh tế xã hội để vừa giảm nghèo bền vững, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái đầu nguồn. Riêng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu để phát huy tiềm năng lợi thế trong xây dựng và phát triển bền vững lại là vấn đề được quan tâm. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho rằng, để đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, cần được nhận diện đầy đủ cơ hội và thách thức, nhất là những tác động của biến đổi khí hậu. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương có cơ chế chính sách đầu tư phát triển toàn diện kết cấu hạ tầng cho đồng bằng sông Cửu Long như hạ tầng thủy lợi, cấp nước, hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số. Đặc biệt, chúng tôi đề nghị có cơ chế đầu tư phát triển tuyến giao thông động lực ven biển nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Phát triển hành lang kinh tế ven biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dân. Có thể nói trong thời kỳ phát triển mới, nhận thức rõ thời cơ và thách thức, phân tích các ưu điểm lợi thế của các vùng miền cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các tỉnh thành trên cả nước sẽ gặt hái được những thành tựu to lớn, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mình. Ngày hôm nay, Đại hội đã làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội điều hành phiên thảo luận. Phiên họp sáng đã có 13 đại biểu tham luận. Các đại biểu tham luận về vấn đề tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nước nhà, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo khởi nghiệp, phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền trong tỉnh, một số bài học từ công nghệ tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
phát biểu kết thúc phần thảo luận tại hội trường về dự thảo các văn kiện đại hội, điều hành phiên thảo luận, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, sau một ngày rưỡi, đã có 36 đại biểu trình bày tham luận các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Buổi chiều, đại hội nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Và trong những ngày vừa qua, Đại hội 13 của Đảng ta tiếp tục nhận được 83 thư điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế từ các châu lục. Tính đến ngày 26 tháng 1, Đại hội đã nhận được 298 thư điện mừng của 149 đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị nhân dân, 25 đoàn ngoại giao, 16 cá nhân từ 92 quốc gia. Thư điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng, trong đó có 12 thư điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, 14 thư điện mừng từ các nước châu Âu, 15 thư điện mừng từ các nước châu Mỹ, 12 thư điện mừng từ các nước Trung Đông, châu Phi, 2 điện mừng của các tổ chức quốc tế, 17 thư điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân, 10 thư điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, 1 thư điện mừng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Sau đây chúng tôi xin trích nội dung điện mừng của một số đảng Cộng sản, công nhân. Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết: Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao ngọn cờ đấu tranh cho xã hội chủ nghĩa, tiếp tục duy trì là lực lượng lãnh đạo và định hướng xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vững bước đi theo con đường sáng tạo, đạt được những thành tựu rực rỡ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế. Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp có đoạn viết: Đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Sắp tới hai đảng chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, đồng thời là nhà lãnh đạo của hai đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình. Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn viết: Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển về mọi mặt, về thực hiện thành công chính sách đổi mới, cùng với hàng loạt cải cách kinh tế, chính trị trên cơ sở nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại thành công toàn diện cho Việt Nam. Chúng tôi hy vọng kết quả chính trị của Đại hội 13 sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điện mừng của Đảng Cộng sản Nhật Bản có đoạn viết: Cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và thắng lợi lịch sử của cuộc đấu tranh đó đã cống hiến to lớn vào xây dựng hòa bình ở châu Á và thế giới ngày nay. Chúng tôi chúc Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội. Điện mừng của Đảng Cộng sản Anh có đoạn viết: Những người Cộng sản Anh luôn ghi nhớ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đất nước các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển mình cả về kinh tế và xã hội để trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho các nước và các đảng Cộng sản anh em trên thế giới đã thể hiện truyền thống tốt đẹp nhất của tinh thần đoàn kết quốc tế. Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết: Trên tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không giới hạn trong khuôn khổ khu vực mà vươn ra khắp toàn cầu. Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm 2020, Việt Nam là tiếng nói của ổn định và hòa bình trên thế giới. Một số đảng Cộng sản, công nhân gửi điện thư chúc mừng tới Đảng Cộng sản Việt Nam như Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Cộng sản Séc và Moravia và Đảng Cộng sản Canada đều cùng chung một thông điệp, đó là thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc thành công tới đại hội. Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi vui tươi của những ngày diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk đều đặt trọn niềm tin và kỳ vọng. Đại hội lần thứ 13 sẽ tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Trong những ngày qua, ông Ile Niekram, một cán bộ lão thành của tỉnh Đắk Lắk rất quan tâm, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách để đưa nước ta tiếp tục phát triển, đưa đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được nâng lên. Trong đại hội này thì tôi cũng hy vọng là sẽ triển khai cái nghị quyết 88 của Quốc hội khóa 10,
vượt qua về công tác dân tộc và miền núi. Tôi cũng tin tưởng rằng sẽ bầu chọn được các những người lãnh đạo, bộ tham mưu, chiến đấu có đức, có tâm, có tài để lãnh đạo đất nước. Tuổi trẻ Đắk Lắk kỳ vọng và tin tưởng vào Đại hội 13 của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, có quyết sách chiến lược phát triển mới, nhất là có những chính sách để xây dựng nên những thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên, có ý tưởng, hoài bão để phấn đấu, cống hiến góp phần xây dựng quê hương đất nước. Trong thời gian tới, kỳ vọng rằng Đảng sẽ tiếp tục quan tâm tạo cơ chế để phát triển thanh niên và tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển, phát huy tính xung kích tình nguyện đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp. Chúng tôi quan tâm nhiều nhất về những cái quyết sách, đặc biệt là về vấn đề cải cách thủ tục hành chính, làm sao để cho các doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện nhanh nhất trong vấn đề đầu tư, thực hiện các dự án để mà đưa các sản phẩm, đưa các cái dự án vào hoạt động nhanh nhất để có hiệu quả nhất. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc. Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thật sự tin tưởng sẽ có nhiều người lãnh đạo thực sự tâm huyết, tận tâm với nhân dân, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thưa quý vị, nhân dịp ngài Lubsanamsrai Oyon Erten được Quốc hội Mông Cổ phê chuẩn làm Thủ tướng Mông Cổ, ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. Chuyển sang các thông tin đặc biệt đáng quan tâm về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội 13 đang diễn ra. Trước diễn biến ngày 27 tháng 1, phát hiện 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, để khẩn trương chủ động, thần tốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng kiểm soát, dập dịch triệt để, không để lây lan bùng phát trên diện rộng, nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện kịp thời việc giám sát y tế, cách ly phù hợp các trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn, xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp nghi nhiễm, bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng. Riêng đối với 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tăng tốc, thực hiện khoanh vùng, dập dịch, cách ly, truy vết nhanh nhất, không để dịch lây lan trên diện rộng, áp dụng nghiêm các biện pháp đối với khu vực giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đối với các khu vực lân cận thì tổ chức áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 1 cho đến 18 giờ ngày 28 tháng 1, tức là ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 91 ca mắc mới, trong đó có 84 ca trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay, và hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 1.642 ca. Và vào cuối giờ chiều ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu mọi hành khách đi từ sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về địa phương khác, từ 15 tháng 1 đến nay bắt buộc phải liên hệ cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. Hiện toàn bộ thành phố Chí Linh đã phong tỏa. Được biết, riêng trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng đã lấy mẫu cho gần 5.000 trường hợp ở Hải Dương. Riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Poyun, nơi bệnh nhân 1552 làm việc, có 2.340 công nhân, trong đó 1.780 người đã được lấy mẫu, số còn lại đang được tiếp tục lấy mẫu. Cái nguy cơ mà nó lây lan cái ổ dịch từ cái Hải Dương này ra những cái vùng lân cận, ra những cái tỉnh thành phố, và nguy cơ lây nhiễm từ cái ổ dịch từ sân bay Vân Đồn đối với các tỉnh thành phố có thể nói rằng đã rất là hiện hữu. Đây là một trong những cái điều mà cảnh báo đối với tất cả các địa phương. Chúng ta đừng nghĩ là dịch ở Hải Dương chỉ là ở Hải Dương. Cũng trong diễn biến liên quan đến các bệnh nhân từ Hải Dương và Quảng Ninh, từ sáng ngày hôm nay, sau khi nhận được thông tin về các trường hợp có các dấu hiệu lây lan dịch tễ, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ và các đơn vị liên quan thuộc thành phố Hà Nội đã họp khẩn, chỉ đạo đội đáp ứng nhanh của các trung tâm thực hiện các hoạt động xử lý các trường hợp nghi nhiễm. Trong đó, qua điều tra sơ bộ, tại quận Hai Bà Trưng có 8 trường hợp, huyện Thanh Trì có 11 trường hợp và huyện Thường Tín có 1 trường hợp F1.
Các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến các địa điểm cách ly tập trung theo quy định. Và để nhanh chóng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Hải Dương đã ra công văn yêu cầu thành phố Chí Linh thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 21 ngày, bắt đầu từ 12 giờ trưa nay ngày 28 tháng 1. Mọi người dân thành phố Chí Linh chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc, tạm dừng hoạt động giáo dục, tạm dừng hoạt động tập trung đông người, kinh doanh không thiết yếu, tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, phong tỏa cách ly đối với thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, công ty Pojun, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu Kim Điền và khu công nghiệp Cộng Hòa, đóng cửa và xét nghiệm toàn bộ nhân viên, khách đến chơi tại sân golf Chí Linh từ ngày 15 tháng 1 trở lại đây. Tỉnh Bắc Cạn đã xác định có 2 công dân F1 liên quan đến bệnh nhân thứ 1553. Hiện nay 2 công dân này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh Bắc Cạn cũng đang rà soát toàn bộ các trường hợp có tiếp xúc với 2 người F1. Nếu 2 trường hợp nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 thì sẽ tiến hành giám sát toàn bộ những người có dấu hiệu sốt, ho trên toàn tỉnh, sẵn sàng tất cả phương châm 4 tại chỗ, tạm dừng các lễ hội, hội xuân, các cuộc họp đông người tại 2 huyện có trường hợp F1. Thành phố Hải Phòng yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện. Từ 18 giờ ngày 28 tháng 1, dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các khu vui chơi giải trí, lễ hội trên địa bàn thành phố, dừng vận tải hành khách, các bến phà, bến đò giữa Hải Phòng với tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Từ 19 giờ ngày 28 tháng 1, thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ. Đóng cửa các đường mòn lối tắt đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh, bố trí lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh, thành lập lại các tổ công tác tại các thôn, tổ dân phố để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong vòng 15 ngày kể từ 12 giờ ngày 29 tháng 1 cho đến 12 giờ ngày 13 tháng 2 nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị có liên quan thi hành ngay quyết định này. Cũng trong ngày hôm nay, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 sau khi dịch lan rộng tại 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Thưa quý vị, những thông tin về các đợt bùng phát dịch COVID-19 trước đây vào tháng 3 và tháng 7 đã ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán và khiến cho các chỉ số giảm điểm rất mạnh. Và trong lần thứ 3, có số lượng ca mắc COVID-19 trong cộng đồng cao như ngày hôm nay, thị trường chứng khoán cũng đã trải qua một phiên giao dịch giảm điểm chưa từng có trong lịch sử, với mức giảm gần 7%. Đây là biểu đồ chỉ số VN Index trong một vài phiên gần đây. Liên tục trong vòng hơn một tuần qua, một loạt các phiên giao dịch giảm điểm mạnh đã diễn ra trên thị trường chứng khoán sau khi đạt được mốc điểm lịch sử 1.200. Và sau đó là một trong những quãng thời gian có thể nói là đáng quên, thị trường giảm một lúc gần 200 điểm. Trong đó có phiên ngày 28 tháng 1 chứng kiến phiên giảm điểm mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán 20 năm qua. Thành quả trong nhiều tháng qua của thị trường đã bị xóa sạch chỉ sau một tuần. Thực sự là đây là một cái phiên mà giao dịch là thảm khốc, có thể nói là thảm khốc nhất từ trước đến giờ, khi mà hầu hết tất cả các mã cổ phiếu đều giảm kịch sàn và VN Index giảm kịch biên độ, giảm đến 73 điểm và hơn 6%, gần 7%. Nguyên nhân được đưa ra đó là những ca nhiễm mới trong cộng đồng, cộng với việc tăng nóng của thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã khiến cho áp lực bán chốt lời và điều chỉnh là rất lớn, khiến cho nhà đầu tư bán tháo mạnh, các mã cổ phiếu liên tục ghi nhận các phiên giảm sàn. Một cái phiên giao dịch hết sức là tệ, là vì với cái biên độ giảm tối đa của chúng ta độ khoảng xung quanh 7% thì cái phiên hôm nay gần chạm đến cái mức đó, và gần như toàn bộ các cái mã VN30 đều có cái mức giảm sàn. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tin tưởng rằng cũng như những lần trước, khi thị trường giảm nhanh thì sẽ phục hồi nhanh, nhà đầu tư nên quan sát kỹ hơn diễn biến của thị trường để đưa ra quyết định phù hợp. Khi mà chính phủ đưa ra những biện pháp giảm bớt những cái thiệt hại từ Covid cũng như là giảm bớt được các nhiễm bệnh, thì nhà đầu tư sẽ nhanh chóng lấy lại cái niềm tin đối với cả thị trường chứng khoán, và thị trường sẽ có cái sự phục hồi rất là nhanh và mạnh. Cổ phiếu giảm rất là nhiều và giảm đồng loạt, tuy nhiên thì cũng sẽ xuất hiện các cái cơ hội cho cái việc đầu tư chung và dài hạn, và lịch sử đã chứng minh điều đó, và thị trường rồi cũng sẽ quay trở lại.
Trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 1, khối ngoại đã mua ròng khoảng 500 tỷ. Đó là một tín hiệu nhỏ để có thể xem xét và đưa ra quyết định. Các cổ phiếu tốt đang ở mức giá hấp dẫn. Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư cần cân nhắc khẩu vị đầu tư để có thể đưa ra quyết định bắt đáy cổ phiếu hợp lý nhất. Quý vị khán giả thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với những tin tức quốc tế nổi bật có trong bản tin GMT Cộng 7 cùng với biên tập viên Anh Thư. Xin mời chị. Xin cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Nga gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. Nhiều trường hợp dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả khi nhập cảnh. Trung Quốc bắt đầu đợt xuân vận giữa nỗi lo COVID-19. Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga vừa thông qua việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Hiệp ước này sẽ có hiệu lực đến ngày 5 tháng 2 năm 2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh việc Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START thêm 5 năm. Ông Putin cho rằng đây là một bước đi đúng hướng trong nỗ lực giảm tình trạng căng thẳng toàn cầu. New START đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Theo đó, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc và cho rằng những kẻ cực đoan có thể sẽ gây ra bạo loạn trong vài tuần tới. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cảnh báo trong nước về mối đe dọa này. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng những kẻ cực đoan dễ bị kích động do hàng loạt các vấn đề, trong đó có việc hạn chế các hoạt động kinh tế vì đại dịch COVID-19. Kết quả bầu cử tổng thống vừa qua, tình trạng cảnh sát sử dụng bạo lực đối với dân chúng và cả tâm lý chống nhập cư. Sau vụ bạo động tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, nhiều nhóm cực đoan đã có những phát ngôn ngày càng bạo lực trên các cuộc trò chuyện trực tuyến, chia sẻ tài liệu, hướng dẫn chế tạo bom và các chiến thuật kiểu du kích. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kêu gọi các thành viên trong liên minh tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố đang leo thang và cần phải bảo đảm rằng quân đội của khối luôn sẵn sàng đối phó với thách thức này. Năm 2020, chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng 1,9% và là năm thứ 7 liên tiếp tăng. Châu Âu là khu vực tăng chi tiêu quốc phòng nhiều nhất ở mức 5,6%. NATO khẳng định 10 quốc gia thành viên sẽ đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng của khối là 2% GDP trong năm 2021. Trong số 10 nước này, Mỹ vẫn dẫn đầu với khoảng 785 tỷ đô la, chiếm hơn 2/3 tổng chi tiêu, khoảng 1.092 tỷ đô la của các nước thành viên NATO. Đáng chú ý, Pháp và Na Uy là hai quốc gia lần đầu tiên đạt được mục tiêu 2% GDP, trong khi đó Bulgaria lại bị rớt khỏi danh sách này. Theo thông báo mới nhất của WHO, các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lây lan rộng. Biến thể tại Anh đã xuất hiện ở hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Trước thách thức này, nhiều nước tiếp tục siết chặt quy định đi lại. Nhiều quốc gia vốn được coi là điểm sáng chống dịch lại bắt đầu chứng kiến những ca mắc mới. New Zealand vừa thông báo ca mắc mới trong cộng đồng lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, buộc chính phủ nước này ngay lập tức đóng cửa biên giới vô thời hạn. Hàn Quốc cũng chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt sau ổ dịch mới bùng phát từ những cơ sở giáo dục tôn giáo. Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu trong tuần qua chính là sự xuất hiện của biến thể mới virus SARS-CoV-2. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu vaccine giảm hiệu quả với biến thể mới, việc điều chỉnh bào chế vaccine cũng sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Trong khi nhiều nước buộc phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, một số du khách đã làm giả giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính COVID-19. Tháng 10 năm 2020, 4 du khách Brazil đi máy bay riêng bị bắt tại quần đảo Fernando de Noronha vì tội chỉnh sửa kết quả xét nghiệm.
Báo Lancashire Telegraph đăng câu chuyện về một người đàn ông tuyên bố đã làm giả giấy tờ xét nghiệm và bay thành công tới Pakistan. Tờ báo này cũng tố cáo một số trường hợp giao bán giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 giả ở Anh với giá 197 đô la. Ngay đầu tháng 1 năm 2021, tại sân bay ở Croatia và Thụy Sĩ, nhà chức trách đã phát hiện các trường hợp cố ý dùng kết quả xét nghiệm giả để nhập cảnh. Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đến thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và bắt đầu tiến hành điều tra. Theo kế hoạch, nhóm chuyên gia sẽ thực hiện cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần và chuyến công tác này thuần túy là về khoa học để làm rõ cách thức lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học của WHO sẽ tiến hành nghiên cứu chung với các nhà khoa học Trung Quốc về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học ban đầu cho rằng virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện ca mắc đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng có thể chợ này không phải là nơi phát sinh dịch bệnh, nhưng là nơi virus phát tán. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 1 chính là ngày bắt đầu của mùa cao điểm đi lại và di chuyển về quê cũng như là đi du lịch dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc, thường được gọi là Xuân Vận. Xuân Vận sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 8 tháng 3. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, mùa Xuân Vận năm 2021 của đất nước tỷ dân Trung Quốc sẽ có nhiều điều khác biệt so với mọi năm. Dự kiến khoảng 300 triệu người dân sẽ không thể trở về quê nhà trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Đây là hình ảnh Xuân Vận năm 2019. Còn đây là những hình ảnh của mùa Xuân Vận năm 2021. Sự đông đúc náo nhiệt của nhà ga mọi năm nay được thay bằng sự vắng lặng. Đối với đa phần người dân Trung Quốc, cơ hội để đoàn tụ cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên đán rất đáng quý. Nhưng năm nay, trước sự bùng phát của đại dịch, họ cho rằng gia đình cũng như người thân sẽ hiểu được sức khỏe vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi không cảm nhận được sự phấn khích được trở về quê như mọi năm. Mọi người ngồi chờ tàu để đi về quê ít hơn hẳn. Con trai tôi cũng không thể về nhà, nó đang làm việc ở tận bên Nga. Là điểm bùng phát mới dịch COVID-19, ngay trong những ngày cận kề Xuân Vận, Thượng Hải đã phong tỏa nghiêm ngặt khu vực xung quanh hai bệnh viện có ca dương tính, quận trung tâm Hoàng Phố để xét nghiệm cho tất cả bác sĩ và người dân xung quanh trước khi dỡ bỏ phong tỏa. Thành phố du lịch này siết chặt trở lại các quy định bắt buộc người đi tàu điện ngầm, tàu cao tốc phải đeo khẩu trang, trình mã quét sức khỏe QR, thiết lập các điểm cách ly để tạm thời lưu giữ những người có thân nhiệt cao, đồng thời mở thêm nhiều điểm xét nghiệm acid nucleic để đáp ứng cho việc người dân về quê ăn Tết. Tôi ở đây để thực hiện các xét nghiệm COVID-19. Các quy định rất nghiêm ngặt. Tôi cần phải thông báo cho làng tôi khi nào tôi định rời Thượng Hải về quê. Sau đó chắc chắn tôi cũng phải thực hiện tự cách ly 14 ngày. Tôi phải thực hiện một lần kiểm tra ở Thượng Hải và một lần khi về tỉnh Cam Túc. Sau đó tôi cũng phải thực hiện tự cách ly. Kết quả xét nghiệm là tấm giấy thông hành để người dân đi về trên các chuyến tàu xe. Bên cạnh những yêu cầu khắt khe về sức khỏe, Trung Quốc cũng đã đẩy nhanh tiêm ngừa vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao, với mục tiêu 50 triệu người được tiêm vaccine trước Tết Nguyên đán. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiêm chủng cho những đối tượng ưu tiên. Nhóm ưu tiên cho đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lần này là những người làm việc trong các nhóm có nguy cơ cao. Họ thông báo với chúng tôi về những điều cần chú ý và cả những trường hợp không thể tiêm vaccine. Về cơ bản, việc tiêm vaccine vẫn dựa trên sự tự nguyện. Tôi chỉ phải đợi khoảng 15 phút là đã được tiêm. Sau khi số ca COVID-19 tăng trở lại từ cuối tháng 12 năm 2020, với nhiều ca lây nhiễm địa phương ở Hà Bắc, Hắc Long Giang và thậm chí cả Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân đón Tết Nguyên đán tại chỗ và tránh đi lại trong dịp năm mới. Tuy nhiên, số lượt di chuyển dự kiến trong dịp Xuân Vận năm nay vẫn được dự đoán ở mức cao. Theo giới chức Trung Quốc, Xuân Vận 2021 sẽ có tổng số khoảng 1,7 tỷ lượt di chuyển, trung bình hàng ngày 40 triệu lượt. Số chuyến đi dịp Xuân Vận năm nay dự kiến thấp hơn 40% so với năm 2019, nhưng cao hơn 10% so với năm 2020. Để hướng tới hạn chế thấp nhất đi du lịch trong dịp Tết, một số thành phố ở Trung Quốc sẽ phân phối trợ cấp cho những lao động nhập cư ở lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang sẽ phát 100 nhân dân tệ, tương đương 15,4 đô la Mỹ cho những lao động ở lại.
một công ty ở Ninh Ba cung cấp chỗ ở cho những nhân viên đã kết hôn ở lại đón Tết Nguyên đán. Rất nhiều các sự kiện cuộc họp đã bị hủy bỏ và lượng đặt chỗ cho du lịch gia đình cũng đã giảm rõ rệt. Đó được coi là một tín hiệu tích cực trong giai đoạn này. Theo đánh giá của các chuyên gia, những biện pháp tiếp cận vừa nghiêm ngặt lại phù hợp sẽ tác động đến quyết định trở về nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của người dân, từ đó đóng góp không nhỏ cho việc kiểm soát sự lây lan của đại dịch. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.